tin nổi không? Chỉ 20 ngày mà da của tôi là trắng miệng căng bước chuẩn Hàn. Da của tôi bây giờ nè, trắng nè, sáng và căng bước chuẩn idol Hàn Quốc luôn. Hết nám sạm tàn nhang thì tự tin hẳn. Hello mấy bà, lại là Tứ đây. Hôm nay Tứ sẽ chia sẻ cho mọi người một bí quyết mà chăm sóc da tại nhà nè, vừa hiệu quả lại tiết kiệm và chuyên sâu chuẩn spa luôn. Và chính vì những cái bí quyết đó mà Tứ được đánh giá rất là cao ở cuộc thi Miss Trend vừa rồi. Thì mọi người biết đấy, Tứ là một diễn viên nè, mẫu ảnh và MC nè, thì lịch làm việc đó là dày đặc từ sáng tới tối luôn, nên là thời gian chăm chút da là gần như là không có nè. Đi spa thì cần rất là nhiều thời gian, nên da càng ngày là càng nám và xấu rõ luôn. Và có những khoảng thời gian thì rất là tồi tệ và không dám để mặt mọc ra ngoài đường luôn mọi người ơi. Thì lúc nào mình cũng phải make up nè, để che đi khuyết điểm nè. Và thật sự là mỗi lần mình nghĩ lại cái thời gian đó là Tứ thật sự thấy sợ. Giờ thì khác rồi, da của mình á trông rất là trắng mịn và căng bóng luôn mọi người ơi. Đó là tất cả bí quyết là nhờ cái bộ sản phẩm trắng da CNC từ Hàn Quốc này nè. Thì lúc trước mà khi mà Tứ mà gọi là bị stress về da xấu ấy, thì Tứ được bà chị bên Hàn Quốc là giới thiệu cho bộ sản phẩm này. Và da bả lúc trước á thì nói chung là giống hệt y da Tứ luôn. Và khi mà bả được những cái chị bạn bên Hàn Quốc á chỉ và giới thiệu sản phẩm này, thì một tháng sau là mình thấy bả khác hẳn như ngày xưa luôn, trông đẹp hơn rất là nhiều. Gần đây á thì mình thấy là hãng này có đại lý phân phối ở Việt Nam, nên mình chia sẻ cho các bạn tham khảo nha. Thì đầu tiên là Tứ chấm cho em nó 9% điểm trên 10. Và thật sự là mình cực kỳ thích cái cách và phối màu trông rất là nhẹ nhàng nè, sang trọng và hiện đại như thế này. Thì bây giờ là Tứ sẽ mở bên trong ra để cùng khám phá nha. Đây mọi người nhìn nè, ở trong này á là có một cái lớp hút xốp trên đệm vải nè để bảo vệ sản phẩm. Và một điều rất là đặc biệt là hãng là có kèm thêm một tấm thiệp để cảm ơn cực kỳ đáng yêu và sang chảnh luôn mọi người ơi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy những cái chai lọ chuẩn theo các phong cách Hàn Quốc như thế này. Đặc biệt là để tăng sự tiết kiệm và hiệu quả thì hãng đã kèm thêm một chiếc máy massage này. Thì chút nữa là Tứ sẽ nói chi tiết về máy này hơn nha. Về hiệu quả thì Tứ chấm em nó là 9 trên 10 nha mọi người ơi. Thật sự là rất là hiệu quả rồi. Nhưng mà mình còn để lại một điểm cho nhà sản xuất còn cố gắng nữa. Trước đây á, Tứ nghĩ là muốn da trắng nhanh thì mình phải tẩy da nè, hoặc là mình lột da là kiểu như mấy má hay review trên mạng ấy. Nhưng mà không nha mọi người, sai lầm là mình muốn trắng da nè, mình phải an toàn nữa và cần một cái thời gian để cho cái tế bào da được nuôi dưỡng. Và chỉ có kem CNC này thôi nè. Và Tứ thì mới xài được có 26 đến 28 ngày thôi mà thấy thay đổi hoàn toàn luôn mọi người ơi. Thời gian như vậy so với nhiều hãng là rất là tối ưu rồi. Thì nó thì không tắt nhanh nha, nhưng mà khỏe đến đâu là sáng đến đó. Thì mới một tháng sử dụng thôi mà da tới bây giờ trông rất là căng bóng và mịn màng luôn. Theo như mình được biết á, thì sản phẩm mà được chiết xuất từ 8 thảo mộc quý, rất là an toàn và lành tính luôn. Và hãng á, là có công khai về cái giấy chứng nhận an toàn, thì mọi người có thể xem nha. Đây là chiếc máy massage đặc biệt nè, giúp cho Tứ là tiết kiệm tối ưu cái thời gian ở đi spa mà chưa có hãng nào có đâu nha. Và công dụng là massage kích thích các hợp chất là thấm sâu vào trong da và giúp da là hấp thụ hoàn toàn các dưỡng chất. Ngoài ra nó còn là làm mình săn chắc và giảm nhăn nữa. Cách ánh sáng ion á thì giống hệt như những máy massage trên spa, vì vậy là mình không cần đi spa nè mà lại tiết kiệm được thời gian và hiệu quả cực kỳ luôn. Điều cuối cùng mới là Tứ cực kỳ đánh giá cao ở chế độ bảo hành, đó là bảo hành toàn phần giúp khách hàng là yên tâm mua hàng. Bảo hành toàn phần là hãng sẽ bao đổi trả tất cả các lỗi liên quan đến sản phẩm nè. Và khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này không hiệu quả thì hãng sẽ hồi tiền 100% cái giá trị của sản phẩm. Và chính vì cái chính sách mà uy tín như vậy nên là mình tự tin mua hàng hẳn. Mình khen nhiều á thì mọi người bảo là mình bi ai cho hãng, thì thôi mọi người hãy tự tìm hiểu và trải nghiệm nha. Thì giá còn phải chăng nè, chỉ bằng 3 bát phở thôi. Và mình được biết là bên hãng có rất là nhiều chương trình khuyến mãi, thì mọi người nên hỏi để được mua giá rẻ. Do là một người sử dụng nên tôi chỉ chia sẻ những cái khách quan để mọi người có thêm thông tin thôi. Nhưng mà do cơ địa mọi người khác nhau nè, môi trường sống khác nhau nè, và cái gu thẩm mỹ của mọi người cũng khác nhau, nên là có thể nó đúng với tôi nhưng mà chưa chắc lại hoàn toàn đúng với những người khác. Vì vậy nên là mọi người hãy tìm hiểu và trải nghiệm thử nha. Thì mọi người gõ lên trang Facebook là CNC thì sẽ có đầy đủ các thông tin trên đó để mọi người tìm hiểu.